Dạ vâng, shop âm thanh Đạt Trần em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một ấn đăng ký màu đỏ. Em Đạt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật được những video clip, những dòng sản phẩm mới nhất bên em. Buổi tối ngày hôm nay bên em chính thức lên sóng một em hàng siêu phẩm, cặp loa JBL, dòng loa kiểm âm, dòng loa phòng thu cho chất âm rất hay. Cặp loa JBL với model 4410A Studio Monitor. Dòng 4410A là phiên bản cải tiến từ 4410 trơn cho chất âm vượt trội hơn hẳn. Với thiết kế cấu hình 3 loa trên một thân thùng và dòng này nó thiết kế hai vế đối xứng trái phải nhau rất là đẹp và khá là hiếm về được những cái cặp nó thiết kế hai vế đối xứng như thế này. Thì mời các bác nào quan tâm hãy alo cho em. Cấu hình 3 loa trên một thân thùng với thiết kế vỏ gỗ lạng khá là gọn gàng, chiều cao 60, chiều rộng 36 và chiều sâu là 30 cm. Em này thiết kế tới 5 mặt vỏ gỗ luôn. Em xin quay chi tiết cho các bác cùng xem. Đấy, cặp loa về trong tình trạng đẹp và em này thì có lẽ mới chỉ thiếu hộp xốp thôi. Thưa các bác, không có gì để chê. Với cái thiết kế thùng vỏ gỗ lạng đây, tuyến loa gồm một bát 25 màng này, màng giấy. Màng này thì trên các đời cao cấp này, L80T, L100T, tất cả đều dùng cái màng giấy sần này. Màng này rất dày và cứng, tuy nhiên nó lại rất là nhẹ cho một âm thanh hay. Củ xương găng đúc cực kỳ là lớn. Một loa chung giấy và một loa chép đom, dòng chép đom của Titan cho chất âm rất hay. Model 4410A. Đấy, những cái dòng loa phòng thu nó làm rất là chuyên nghiệp. Lỗ thông hơi cũng làm bằng nhựa và cái hình giọt nước như thế này. Đấy, 4410A. Phía đằng sau của nó thì cũng lạng gỗ nhá, và phần đáy thì cũng lạng gỗ đây. Ở đây thì có một mấy cái dòng chữ JBL rất là nhỏ, nó dập nổi lên. Đó. Em khó là đọc. Phần cọc loa thì các bác có thể cắm bắp chuối cũng được mà cắm dây thông thường như thế này được. Cặp này thì mới chi tiêu hộp xốp thôi. Đấy, thùng vách góc cạnh tuyến loa đẹp căng luôn. Quay sang bên này cho các bác xem. Rất tuyệt vời cho một cái cặp loa phòng thu chất lượng như thế này. Đẹp căng. Dòng này là dòng kiểm âm cho nên cái chất âm của nó vô cùng là chính xác. Tiếng trầm sâu, uy lực mạnh mẽ, trung âm sáng rõ và giải chép len ken chi tiết rất là bông tơi. Dòng phòng thu kiểm âm cho nên là dễ phối ghép với các dòng âm ly và rất là dễ luôn. Các bác có âm ly nào càng gấu tiếng càng hay thì ghép vào sẽ là càng hay luôn. Và khi mà đợi e căng vào đây, e căng của nó đây các bác nhé, đây e căng của nó đây, còn nguyên một cái tem 4410A rất là dài như này. Càng em vừa mới xịt nước cho nó sạch bụi nhé, rất là đẹp. Phía bên trong thì của nó thì nó có cái khung gỗ, khung bằng nhựa luôn, rất bền. Bẩn thì các bác cứ đưa ra các bác xịt nước là sạch. Dòng này cũng vắng bóng shop Đạt Trần khá là lâu rồi. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Và em Đạt Trần xin được báo giá cho các bác. Cặp loa này bên shop có giá bán là 15.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu thì sở hữu thì mời quá hãy nhanh tay nhấc máy alo cho em. Vâng, với một mức giá vô cùng hợp lý 15.500.000 đồng. Vâng, các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Shop Đạt Trần, địa chỉ phố Vĩnh Hưng, bên em quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ship hàng đi toàn quốc. Những giá em báo sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Thank you.
thưởng thức. Mức giá rất là tốt cho cặp loa kiểm âm 15.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu hãy nhấc máy alo cho em. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui vắng đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Sống yêu thương không lựa máu.
Chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.